Ờ, ai giật ác xong thì nó không có quấn không đứt đâu, nó hiền lắm á. Nó cũng hơi tò mò á, hiểu không? Nó tò mò thôi. Nó nói là ai coi gì hay hay rồi. Gặp thằng Anderson của Trâm Anh á là nó vớt hai thằng này rồi. Hai đứa này là cái nết quá dễ thương.